Nay chia sẻ cho anh em thêm một cái màn hình nha. Đây, cái màn hình mình lắp cái xe này. Cái xe này trước là nó xài một cái loại như thế này nè. Là đầu như thế này, rất là không có màn hình. Nó không có màn hình thì bây giờ bên em đã đặt cái màn hình, đặt một cái hình màn hình loại như thế này nè, lắp vào chỗ này, nhìn nó đẹp ngay. Này, cái màn hình nó là loại này đây. Anh chị đi mua cái loại mà người ta phải để trong này 12 24 nha. Cái màn hình loại này nè, nếu mà anh chị mà không biết á, đi mua nó rất là mắc nha, rất là cao. Nó rất là cao nha. Hôm qua anh chị xem gần hơn, nó rõ hơn nha. Loại này anh chị lên Lazada anh chị đặt rất là rẻ ha. Nếu mà biết chỗ đặt thì nó khoảng cỡ 400 500 ngàn, 500 ngàn cái hiệu mã số nữa, 500 ngàn. Còn mà không biết, còn không biết là mình mua mình đặt là hoặc là ra tiệm người ta ráp là 1 triệu mấy lận mà còn rất là mắc. Nhưng mà cái cách thức câu này rất là dễ. Xe thì em vừa mới cắt này, cắt tất cả các loại dây này. Rất là dễ câu mấy cái này mang ra tiệm câu thì người ta cũng ăn hết, bà con hết 400 500 ngàn. Những cái đầu dây này người ta có sẵn nè, như mình câu rất là dễ. Như trên này nó có sẵn, mình thấy cái này màu vàng thì mình thấy trong này nó sẽ có cái dây màu vàng, thì mình sẽ đấu trực tiếp với dây màu vàng luôn ha. Nó rất là dễ câu thôi, tại vì cái này em không có thời gian chia sẻ cho anh em bà con thôi nhé. Nếu mà có dịp em sẽ chia sẻ nhiều cái video coi như là cho bà con xem. Rồi mình lắp camera, mình lắp màn hình cho anh em luôn. Rồi anh em thấy cái màu đen này, thì mình trên này mình sẽ có cái gì màu đen đúng không, nó có sẵn hết rồi, chẳng qua là mình thấy đó, mình sợ câu nó cháy kia, nên thật ra nó không có gì để cháy đâu. Mà đây là màu đen, câu là màu đen này. Này, trên này nó sẽ có cái dây màu đỏ nè, câu vô cái màu đỏ đi. Đưa mượn cái máy em ơi. Còn toàn bộ mấy cái dây này là dây âm thanh, dây gì lung tung, nó nhiều loại dây đó. Mấy cái này thì anh em không cần thiết phải chưa dùng tới nó. Thì bây giờ như vậy là cái màn hình nó đã có thể đã lên hiển thị đó. Thì bây giờ em sẽ lắp cái màn hình này. Lắp cái màn hình này, thử vô cái nó có lên không nha anh em. Nó lên liền thấy không? Màn hình rất là đẹp nha. Hình rất là đẹp, có mấy trăm ngàn thôi, có 400 ngàn, 400 mấy ngàn, 480 ngàn mà lên rất là đẹp. Thì đây, thì anh em rất là dễ, bà con thấy rất là dễ nha, là để đặt mua những cái chiếc này. Bên em thường thường là tải sẵn như cái Lazada như thế này nè, bà con nhích ra đây, bà con chỉ ghi màn hình thôi. Hình ô tô hình ô tô sẽ ra một đống. Giá này em thấy nè,
những cái giá này là của mấy cái shop này là giá chưa tốt, không biết quay sao mà con nhìn không có rõ không nha. Những cái giá này là những cái giá này cái shop chưa tốt, bây giờ mình sẽ tìm kiếm, mình dẫn cái đây mình tìm coi có cái shop nào bán giá rẻ, thật rẻ hơn thì mình mua nha. Đây màn hình bị 7 in kỹ thuật số nè. Đây chỗ này bán nè 470 mấy ngàn nè. Rất là rẻ. Đây cực rẻ luôn bà con ha, 472. Thấy không? Màn hình nè. Bà con thấy không? Shop này cũng uy tín nè, 5.0 nè. Android nè, màn hình Android nè. TV nè, trình đa phương tiện xe hơi đầy đủ, rất nhiều tính năng nha. Giá nó có 47 nha. Nhưng mà anh em không biết đi mua ngoài rất là mắc nha. Thôi em chỉ cho anh em bà con tới cái giai đoạn đó thôi. Bây giờ em thử cái âm thanh ha. Âm thanh thì cái màn hình này đã lên rồi, bây giờ nó còn mấy cái dây này thì anh em bà con không biết là dây gì nha. Em chỉ cho bà con câu chơi thôi nha, chứ còn em không có thời gian hướng dẫn bà con. Em mà có thời gian rảnh em sẽ hướng dẫn bà con câu rất là nhiều thứ để cho mình mua một chiếc xe về mình chơi đồ chơi, nó đỡ phải tốn cho mình. Mấy cái dây mà phía trong này thường nó có cặp hết nè, ví dụ như cặp tím này, cặp nâu này, cặp xanh này, cặp trắng này. Thì trong này cũng có nè, nó rất là dễ câu. Đây là cặp tím này, nâu này, cặp trắng, cặp xanh này. Bây giờ mình thấy bên này cặp tím thì mình quốc đại nó cặp tím đi, nó rất là dễ ha. Bây giờ là cứ thấy màu nào mình đập vô màu đó. Còn âm thanh nó không lên là chứng tỏ mấy cái loa bên trong nó bị hư nha. Thì lúc đó là mình sẽ vặt mấy cái chỗ nào nó không kêu mình coi ha. Mình coi âm thanh của khu vực đó nha. Bây giờ mình đấu mấy cái dây này lại đi. Giờ em sẽ test cho anh em thử một cái dây này các nha. Âm thanh nó có lên không nha. Nhiều khi cái âm thanh này nó cũng vô chừng lắm. Mấy xe cũ mà nhiều khi nó hư tùm lum loa thôi. Cho nên là mình mà có thời gian là mình thấy cặp loa nào mà nó xấu nó dở là mình thay luôn nguyên cặp đó. Tại xe gia đình mình mua lên trên Lazada mình đặt nó rẻ lắm, còn là mấy cái trang mạng nó rẻ lắm. Em sẽ kiếm một cái USB hoặc là cái Bluetooth em quay cho bà con xem. Nên có Bluetooth rồi. Mình kết nối Bluetooth cho bà con xem. Nghe nó có luôn. Có sẵn. Rồi kết nối rồi đó. Giờ mình test nhạc luôn. Âm thanh nó đang bị đây nó có nè, chỗ ô tô phanh Đồng Nai nhạc kết nối đó, nhưng mà âm thanh nó không nghe. Thì bây giờ anh em sẽ thử coi cái dây nào là dây loa của nó nha. Mình test thử, tại mấy cái dòng cũ này nhiều khi là nó bỏ hết rồi, xài có một hai dây gì thôi, một hai cái loa gì thôi, cho nên là mình không có biết được. Là cái dây này chính xác nha. Ừ.
cái nhạc này mình sợ phạm bản quyền nên là mình kiếm cái nhạc lên trên lên trên YouTube, mình sẽ tìm cái nhạc ở trên YouTube, nhạc không bản quyền. Nhạc không bản quyền của YouTube. Cách lấy nhạc YouTube không tính bản quyền. Nhạc không bản quyền mới nhất. Đây có cái nhạc có một cái loa thôi mà nó đánh ghê mà con, quá dữ luôn. Gỡ nó coi nó có đứt dây nào không. Anh rút này, em test thử trên này coi. Rồi anh chập cái đường vô hai dây này đó, anh thử anh test loa. Rồi rồi loa này kêu nè ha. Rồi anh coi lại cái đường dây đi nha. Vậy là ok nha anh em. Bây giờ sẽ kiểm tra cái đường dây ha. Thì bây giờ tiếp tục em câu cái camera luôn. Cái camera con camera xịn luôn. Cái camera này cũng mua Lazada luôn, cũng 200 mấy 300 rồi. Đang gỡ camera đèn dây này. Anh Thành đang gỡ đèn dây nha. Gỡ chưa? Rồi bây giờ anh này, anh lôi này ra đây trong này nè, riêng này, này. Này anh câu cái này vô cộng trừ của đèn dây này ha. Anh đi sau. Thì bây giờ sẽ cho cái dây đằng sau trước nha. Còn cái dây màu này là mình cắm đây ha. Cắm lên nha nè. Đây, cái này là em cắm chỗ này nè cho anh em này. Em thấy rõ này đúng không? Cái đèn da của nó cũng rất là dễ câu. Đây nè. Phía sau anh em chỉ cần vô số da thôi, anh em nhìn thấy cái đèn da nó là cái bóng nào nha. Anh em ví dụ như nhìn thấy cái bóng dưới này, nó là đèn da đúng không? Thì anh em sẽ tách ra cái đường dây đó ra. Anh em sẽ tách dây đỏ và dây đen ra. Anh em lấy cái dây của camera này, anh em câu đi luôn. Thì bây giờ đang cho anh em tách ra câu đi luôn. Câu trực tiếp vô đó. Thì phía sau anh em đang câu thì mình quay đằng trước nha, mình quay cho anh em cái hình mình bật đèn dây nha. Thì bây giờ chính tiếp tục ra phía sau đây thì quay cho anh em xem về cái kéo mà không xịt kéo rồi kéo đây đang kiếm cái kéo hả không kéo ở đây nè. Thì bây giờ mình tách cái đường dây ra. Rồi bây giờ là cái dây này là dây chính xác, là dây màu hồng nè. Mình cắt ra, mình nối lại luôn. Thì chỉ cần anh em vô số dây là cái đèn dây sau nó sáng nha. Nó sáng lên là tự nó kết nối vô cái đường này. Đường này sẽ kích cái đường này nó sáng lên. Thì đây anh cho nó sáng, cho nó chập lại cho anh Thành.
Anh Thành quay cho mặt anh Thành coi. Đó anh em thấy không? Là nó sẽ hiển thị ngay, đó là cái dồn vô số dê này. À, lên ngay, đúng không? À, nó rất là tiện cho những cái anh em nào mà chơi cái camera này. À, thì em chia sẻ cái video đến đây thôi. À, anh em nào muốn lắp thì rất là dễ. Rất là dễ ha. Rất là dễ nha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái bát cũ của nó đây nè. Cái bát cũ mình gắn đây, mình cắm vô thôi, nó sẽ lên thôi. À, thôi chúc anh chị chơi và lắp đồ chơi xe giá rẻ luôn nha. Chứ mình đi mua một cái đồ chơi hoặc là mình lắp một cái camera dê hoặc một cái màn hình như thế này rất là mắc nha. Thôi bây giờ em sẽ hoàn thiện lắp lại, là mình sẽ ốp cái này lại là xong, là hoàn thành chiếc xe, là chi phí camera lắp ráp rất là rẻ nha. Nhưng mà em thì em làm như vậy thôi, chứ còn em truyền nghề cho anh em chưa biết làm. À, cho nên là em không thể được. Trên nhiều người muốn lắp hết tất cả, em mà có thời gian em lắp hết tất cả những chiếc xe ở bãi em này. Để cho khách hàng khi người ta tới người ta mua họ thích, nhưng mà mình không có thời gian anh em ạ. À, mình lâu lâu mới có thời gian mà mình quay cái YouTube và mình chia sẻ vài thứ như thế này thôi. À, em mong sao cho anh em nào mua được đồ rẻ và lắp đồ chơi rẻ nha. Anh em chỉ cần lên Lazada nha, lấy cái điện thoại lên Lazada thôi ha. Lên Lazada mà đặt hàng nha. Mình lên Lazada mình đặt hàng thôi, thì cũng như bình thường em có chị thôi. Anh em chỉ cần tải cái phần mềm thôi, rồi lên trên đó là bất kỳ đồ gì cũng rẻ hết. Đồ gì cũng rẻ hết. Như em đây nè, thấy không? Nó rẻ rẻ, mấy cái mắt camera không ạ? Mấy cái dây camera nó rẻ lắm luôn. Nó cũng chỉ có 100 mấy 200 ngàn. Mà mình không biết, mình đi mua ở ngoài, ôi trời nó mắc. Nó tốn tiền cho bà con, không được cái gì hết. Cái đồ chơi xe nè, ôi trời nó rẻ không tả nổi luôn anh em. Tất cả loại màn hình này. Màn hình đồ chơi gì nó rất là rẻ ha. Thôi anh xin chia sẻ cái video tới đây thôi. Đó, anh em nào muốn lắp thì có thể là tự lên trên mạng mình mua một cái camera hoặc là một cái màn hình về tự lắp. Đó, có thể gắn nhà hoặc gắn cửa hay là gắn bất kể. Nó là nguồn 12V nhé, rất là dễ. Thôi em xin chào bà con nha.